gồm có 13 pháp hạnh đầu đà cả thảy. Chúng ta ai cũng biết Ngài Maha Kassapa, tức là Ngài Đại Ca Diếp. Ngài miên mật tu tập 13 pháp hạnh đầu đà này. Tuy nhiên có những lúc Ngài chỉ thực hành không đủ 13 pháp đầu đà. 13 pháp hạnh đầu đà này đem lại lợi rất là lớn cho hàng bá gia bá tánh và những ai mà có tâm tu tập. Nhưng mà trong thời Đức Phật á, sẽ nói là trong thời Đức Phật chỉ có Ngài Đà Ca Diếp là Ngài tròn đủ, còn lại là dường như là không đủ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay con có duyên lành, con được ngồi với sư để chia sẻ một cái podcast. Đó là một chuỗi ngày con nghĩ là sư đi hành khắc trên đất nước của Ấn Độ là 112 ngày. Thì đối với con là người cũng tìm hiểu về Phật Pháp, rồi cũng đi những cái hành trình về đất Ấn. Nhưng mà con cũng muốn là hôm nay được ngồi cạnh sư để tìm hiểu về hạnh đầu đà. Tại sao một người tín đồ, một người con của Đức Phật lại có những cái hạnh đầu đà như thế? Và nó có bao nhiêu hạnh đầu đà sư ha? Trước hết xin chào Quang Châu và chào tất cả quý vị. Thì ngày hôm nay sư có duyên ngồi đây nói chuyện, trò chuyện với Quang Châu về cái công hạnh đầu đà đó. Thì được Đức Phật Ngài đã dạy cho hàng tăng chúng vào thời lúc Đức Phật Ngài còn tại thế, gồm có 13 pháp hạnh đầu đà cả thảy. Mà hễ người Phật tử, tại gia hay là người tu sĩ, là một người con Phật á, thì đều biết Ngài Maha Kassapa, đó là Ngài Đại Ca Diếp. Thì nếu chúng ta đã từng qua bên Ấn Độ và chúng ta đi tới một cái vùng có một cái dãy núi gọi là Kê Túc, phải không? Kê Túc Sơn. Kê Túc Sơn đó là cái ngọn núi mà Ngài Đại Ca Diếp Ngài ở trên đó và Ngài tu tập thiền định, thiền tuệ, và Ngài thực hành 13 pháp hạnh đầu đà này ở trong đó thường xuyên. Ở đỉnh núi Kê Túc cũng là một cái địa danh, một cái nơi mà sư nghĩ rằng là rất nhiều người muốn tới khi mà tới với đất xứ Ấn. Và đoạn đầu đà khi mà sư đi đó thì cũng đã đi từng đi qua đây. Mà cái giây phút hào hứng nhất đó là từ ở đằng xa, khi mà mình nhìn thấy là cái dãy núi Kê Túc đã sừng sững trước mặt mình rồi, mà sao mình càng đi càng thấy xa vẫn chưa thấy tới. Nhưng mà trong lòng mình cứ cảm thấy rằng là sao lâu vậy, mình mong mỏi được tới để đảnh lễ Ngài. Bởi vì mình là người đang thực hành công hạnh đầu đà, cố gắng để noi chân theo bước chân của Ngài. Thì trong 13 pháp hạnh đầu đà này, Đức Phật Ngài hướng dẫn, và Ngài Đại Ca Diếp Ngài xin thọ trì 13 pháp hạnh đầu đà này. Pháp hạnh đầu tiên đó là mặc y phấn tạo. Mặc y phấn tạo ở đây có nghĩa rằng là một vị tỳ kheo sau khi đã phát nguyện mặc y phấn tạo thì sẽ đi vào trong nghĩa địa bãi tha ma, hay là bất cứ nơi nào có thể lượm được những tấm vải dơ, vải cũ hoặc là vải quấn tử thi, để mà khâu thành một chiếc y cho mình mặc. Khi mà mình khâu thành chiếc y đó thì đương nhiên cái y đó gọi là y bá nạp. Thì y bá nạp thì nó nhiều miếng, nhiều mảnh, nhiều màu, lúc đầu là như vậy. Nhưng sau đó mình phải nhuộm màu để cho nó đồng bộ. Thì đó là trong cái luật là phải là như vậy. Tại vì khi mà mình mặc nhiều màu quá đó, nó lệch ra khỏi cái tông màu mà Đức Phật Ngài cho phép. Cái màu y của chư tăng mặc ấy, trong kinh diễn tả là như thế này. Quang Châu biết con rết mà phải không? Dạ con biết. Con rết, mình còn thường hay những vùng gọi là con rít. Thì con rết này đó là trên cái lưng nó đó, cái màu nó sẽ đậm hơn dưới cái bụng, đúng không? Thì chiếc y của một vị tỳ kheo mặc á, là trên lưng cái màu y đó không có đậm hơn cái màu trên lưng của con rết. Lý do tại sao sư nhé? Thì rồi để sư trình bày luôn cái đó nè. Rồi dưới cái màu mà lợt nhất cũng không có được lợt hơn cái màu của con rết, cái bụng ở dưới con rết. Thì là trong cái gam màu đó, trong cái gam màu là đậm hơn cái lưng mà nhạt hơn cái không được nhạt hơn cái bụng của con rết á. Trong cái gam màu đó thì cái tông màu nào mình pha ra nó cũng hợp cả. Vậy thì cái màu y đó đó là lý do đó, là đôi khi mình một vị tu sĩ mà mình mặc y mình đi ra ngoài mà nó bóng, nó chói sáng quá đó, nó làm cho người ta
nhìn vào người ta cảm thấy là bị con mắt người ta không có nhẹ nhàng cho lắm chẳng hạn vậy, không có thuận mắt lắm. Cho nên cái chiếc áo của một tu sĩ đó lúc nào nó cũng phải đầm xuống, cái màu nó trầm, nó đầm xuống chút xíu. Thì đó là trong kinh diễn tả là không đầm hơn cái lưng con rết mà không có nhạt hơn cái bụng của con rết, là như vậy. Thì mặc y phấn tạo là cái pháp hạnh đầu tiên. Cái mặc y cái thứ số 2, cái pháp hạnh đầu đà số 2 đó, đó là mặc tam y. Tam y có nghĩa rằng là ba y. Ba y ở đây là chúng mỗi vị tỳ kheo có ba la y. Ba la y đầu tiên đó gọi là y tăng già lê. Tăng già lê có nghĩa rằng là một la y có hai lớp may lại với nhau. Có những vùng thời xưa đó rất là lạnh mà chư tăng thì không có mền, không có gì cả. Cho nên cái chiếc tăng già lê được thay thế làm cái mền. Có những vùng rất là lạnh nên thử ra chư tăng sẽ dùng cái la y đó lên cao nhất là 7 lớp. Wow. Cao lắm là 7 lớp. Mà ít nhất phải là 2 lớp. Tại vì cái y vai trái á, là 1 lớp. Cái y này gọi là y vai trái, sư đang mặc này y vai trái này. Thường hay chúng ta để ý là trên vai trái của chư tăng hay lễ lớn, chư tăng hay đắp một cái lá y dài xuống vậy. Cái đó gọi là y tăng già lê. Cái tăng già lê đó là để dùng để đắp trong khi trong trời lạnh. Mà nếu như Quang Châu biết rằng là thời tiết khí hậu ở Ấn Độ đó, mà chư tăng mà đi đầu đà với là mặc y phấn tạo mà tăng già lê trong 2 lớp còn đỡ, lên 3 lớp, lên 4 lớp đi bình thường thì đã cảm thấy rất là nặng rồi đó. Nhưng nếu như gặp trời mưa đó thì là phải nói là chiếc y trên vai sẽ rất là nặng. Rất là nặng. Chiếc y tăng già lê mà sư làm bằng y bá nạp sư may trên đường đi đó, nó là 3 lớp. Mà có những chỗ bị rách thành thử là mình phải khâu thành 4 lớp. Mà qua những đoạn đường mà mưa cả ngày đó là vác là y đó vác không nổi. Trên vai mình đã có cái túi đại là túi bát và túi vật dụng này nọ rồi, mà thêm một cái lá y đó thấm mưa nữa, mà cái y vai trái của sư lúc đó cũng là 2 lớp, y nội cũng là 2 lớp, tăng già lê là 3 cho tới 4 lớp. Thành thử ra cái độ nặng của nguyên cả cái tam y đó đó là khoảng chừng 10 mấy ký. Khi mà nước mưa vô nữa thì là nó sẽ là gấp đôi chẳng hạn. Thì chúng ta biết rằng là chư tăng mang chiếc y như vậy là nó sẽ khó khăn đến mức độ nào rồi. Thì là tăng già lê, xong rồi tới là y vai trái và y nội. Y nội là y quấn bên trong. Đó thì là tam y là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Hạnh mặc tam y. Rồi hạnh thứ ba đó là hạnh trì bình. Trì bình khất thực. Trì bình khất thực có nghĩa rằng là vị tỳ kheo này sẽ ôm cái bát. Mỗi vị tỳ kheo là có tam y và bình bát. Sẽ thành tựu giới hạnh của một vị tỳ kheo sau khi được tụng tuyên ngôn. Thì cái bình bát đó chính là cái miếng ăn của một vị tỳ kheo ôm bát đó đi trì bình khất thực. Mà Đức Phật Ngài nói rằng là một vị tỳ kheo đồng nghĩa là một người ăn xin. Một người ăn xin ở đây không có nghĩa là giống như những người ăn xin bình thường là mình đi xin mở miệng, mình xin cái này xin cái kia. Mà người tu hành đó là chỉ có ôm bát trì bình và đi từng nhà. Mình chỉ có đứng trước mặt nhà người ta như vậy và mình cứ nhìn xuống. Nếu khi Phật tử nào phát tâm cúng dường thì Phật tử sẽ ra để cúng dường. Cho mình không có lên tiếng cho bần sư xin cái này, bần sư xin cái kia. Thì trong luật không có như vậy. Thì là hành trì bình khất thực. Là trong cái hành trì bình khất thực này, vị tỳ kheo sẽ không có được nhận thọ nhận vật thực cúng dường tại một nhà nào cả. Ví dụ như sang sư đang đi, Quang Châu thấy sư đang đi như vậy, Quang Châu nói kính bạch sư, con thỉnh sư vào trong nhà, con xin cúng dường vật thực cho sư. Nếu sư nhận sư vào trong nhà của Quang Châu để mà đổ vật thực đó thì cái hạnh đầu đà đó sư sẽ bị mất. Chỉ có là đi trì bình khất thực ở từng nhà thì không có được thọ những trai tăng cúng dường. Hiểu rồi. Và cái pháp hạnh thứ tư á, đó là cái pháp hạnh khất thực từng nhà. Mình đã là đi khất thực rồi nhưng mà phải khất thực từng nhà theo thứ lớp là trước sau, chứ không phải rằng là mình thích như thế nào là mình đi như thế đó. Nó khác. Cái hành đầu đà thứ tư này là khất thực từng nhà một. Rồi qua cái pháp hành thứ năm đó là thọ thực một bữa. Thọ thực một bữa ở đây có nghĩa rằng là nếu một khi Quang Châu đã đặt bát cúng dường cho sư và sư đã thấy rằng là đã trì bình hết nhà mà sư cần phải trì bình ngày hôm nay rồi, thì sư sẽ chọn một cái nơi nào đó sư ngồi sư thọ thực.
khi sư đã chọn cái vị trí này để ngồi thọ thực rồi, mà sau khi đó sư chỉ cần thay đổi cái tư thế này, rời khỏi chỗ này, thì sư sẽ không được quay trở lại đây để ngồi ăn tiếp tục. Yeah. Cũng không được nhận thực phẩm của người khác cúng sau khi mà sư đã rời khỏi vị trí này. Yeah. À, đó là cái thọ thực một lần ở trong ngày. Và cái số 6 đó, đó là ăn ở trong bát. Yeah. À, pháp hành Đô Đà thứ 6 đó là ăn ở trong bát. Nghĩa rằng là chúng ta sẽ không có chén, không có dĩa, không có tô, mà chỉ dùng cái bình bát thôi. Cái bình bát và tay của mình. Yeah. Nghĩa rằng là tất cả những gì mà Quang Châu và chư thí chủ cúng, yeah, đồ mặn, đồ ngọt, đồ chua, đồ cay, yeah, thì trong đó chúng ta biết rằng là từ xưa là chư tăng mà đi bát là không bao giờ báo trước cái lộ trình mà mình đi, đúng không? Yeah, yeah. Đức Phật và chư tăng đi bát không bao giờ báo trước, chỉ là ngày hôm nay đã đi con đường này rồi thì ngày mai sẽ đi con đường khác. Yeah. Đó là chư tăng với đại chức chư Phật là đi như vậy. Thì Phật tử sẽ không có biết để mà chuẩn bị trước, cho nên trong nhà hôm đó họ nấu cái món gì, họ thấy chư tăng đi ngang qua, họ thấy Đức Phật đi ngang qua, họ sẽ mang thực phẩm đó ra cúng, bao gồm cả đồ ngọt, đồ chua, đồ cay, đồ mặn và đồ chay, tất cả đầy đủ hết, cái gì có thì cúng cái đó. Thì khi cúng như vậy rồi, vị tỳ kheo thọ hạnh Đô Đà này về và ngồi xuống một chỗ, sẽ trộn hết tất cả những thực phẩm đó lên và bóc mà ăn. Bóc ăn như vậy nhưng mà cũng không thể nào để cho mình quá no. Tại bởi vì khi mà mình ăn no quá, mình sẽ bị tức bụng và mình sẽ dễ bị dạ dười, không có tỉnh táo để mà tu tập để hành thiền. Quang Châu đã từng ăn những thực phẩm nào mà mình trộn hết lên đồ chua, đồ ngọt, mặn gì chúng hết chưa? Dạ, con xin phép là con chưa. Con chỉ biết là ngày xưa dưới quê con có cái món ăn mà hay đi chùa gọi là kiểm á. Là gồm hết tất cả mọi nấu lên. Thì con chỉ biết là kiểm thôi. Còn riêng những món ăn mà gom lại như vậy thì con chưa. Hôm nào cũng có thể thử. Dạ, mình có thể lấy những cái món ngọt, mặn, chua, cay, mình trộn vào, trộn cho thiệt đều, rồi mình cứ ăn thì mình sẽ biết rằng là cái thực phẩm này là nó ngon hay là nó dở. Và cái pháp hành thứ 7 Đô Đà đó là sẽ không để dành thực phẩm. Nghĩa rằng là sau khi đã thọ dụng xong cái thực phẩm mà mình đã được cúng dường rồi, mình ăn xong rồi, mình sẽ không còn được nhận thêm một phần thứ hai và không để trữ qua. Không có trữ qua cái buổi trưa sau đó nữa, mình sẽ không được để dành, không được trữ nữa. Cho con chiên vô, tức là nếu dư rồi sao sư? Cái mình dư rồi đó thì mình có thể là đem bố thí cho chúng sanh khác, có nghĩa rằng là con này con kia. Thường hay đó, chư tăng bản thân của sư cũng vậy, khi mình ăn dư đó thì mình không có đổ thùng rác. Mà là biết bao nhiêu những chúng sanh khác vẫn đang còn đói, nghĩa là những thực phẩm mình ăn còn dư đó, kiến và côn trùng nó vẫn rất là cần để mình thực, tại vì đó nó cũng sống vì thức ăn. Cho nên chim chóc cũng vậy, thường hay là sư sẽ đem ra ngoài gốc cây, sư để đó và kêu tất cả chim chóc kiến này nọ mời tới để mà dùng. Chứ không phải là mình đổ thùng rác thì nó uống nó phí. Những chúng sanh khác vẫn ăn được. Thường hay các vị sẽ lượng trước rằng là mình sẽ ăn được bao nhiêu, thì các vị cũng có thể chia cái phần đó ra trước, rồi có thể là nhường cho vị khác trước khi mà mình đổ cái vật thực của mình. Tôi hiểu rồi. Thì tùy theo cái bụng của các vị là sẽ chứa được bao nhiêu. Cái hạnh Đô Đà số 8 ấy, đó là ở rừng, ở tại trong rừng. Cái ở tại trong rừng này, trong kinh nói rằng là ở xa 500 lần cái mũi tên bắn. Cái mũi tên mình giang ra mình bắn, nó bay xa bao nhiêu thì mình nhân lên 500 lần. Cái mục đích để mình nhân lên 500 lần đó có nghĩa rằng là tránh xa xóm làng, tránh xa những nơi mà có người ở nhiều, xóm làng, phố chợ này nọ, để cho mình có cái thời gian và mình được gọi là thoát ly hết tất cả, để cho mình thanh tịnh, chuyên tâm để tu tập. Và nếu càng ở xa chừng nào, cái khoảng thời gian mình đi trì bình khất thực nó càng khó khăn chừng đó. Đó là cái là ở xa, ở trong rừng. Và cái thứ 9 đó là ở tại dưới gốc cây. Mình sẽ chọn bất cứ một cái gốc cây nào mà mình thấy rằng là nó phù hợp, nó thích hợp. Mình sẽ ngồi dưới gốc cây đó và mình thọ trì cái pháp hành Đô Đà này, gọi là ở dưới gốc cây. Và số 10 đó là tại ở nơi khoảng không. Khoảng không có nghĩa là dưới một bầu trời không có cây, không có cối, không có mái che, không có cái gì cả, gọi là ở dưới khoảng không. Trời nắng, trời mưa, đồ gì cũng sẽ ngồi đầu trần như vậy ở ngoài trời. Đó là sống tại ở một khoảng không.
Và cái số 11, pháp hành số 11 đó chính là cái pháp hành ở tại nghĩa địa. Ở nghĩa địa thì trong cái cuốn sách mà Bước Chân Hành Giả, trong đó là sư có đã từng trải qua ở tại nghĩa địa, và sư cũng đã có thuật lại câu chuyện này ở trong cái cuốn Bước Chân Hành Giả đó. Thì khi mà ở tại nghĩa địa đó, thời xưa đó là đa số là họ không có thiêu mà họ cũng không có chôn, đa số là cứ đem vào nơi cái bãi tha ma đó, họ bỏ tử thi ngay đó như vậy. Thì con này con kia nó tới nó mổ nó ăn, cắn xé nó ăn. Thì chư tăng thường hay vào trong rừng như vậy và là tới những cái bãi tha ma đó đó để mà quán những cái tử thi đó, làm cái đề mục hành thiền cho mình. Quán đề mục tử thi nè, quán đề mục bất tịnh nè, bởi vì một cái tử thi khi chết á, thì cứ mỗi ngày như vậy là nó thối rữa, nó sẽ biến đổi từ màu trắng rồi tới màu tím, màu xanh, màu vàng này nọ, rồi bắt đầu da nước mủ nước này nó bung ra, nó nứt ra. Rồi sau khi nó nứt ra, chúng ta sẽ thấy dòi bò và tất cả mọi thứ nó đục, nó vét, nó ăn. Đó, thì cái mùi thối nó sẽ bắt đầu 3 ngày trở lên là bắt đầu thối nó đã ra rất là mạnh rồi. Trong quá trình mà đi đầu đà này đó, là sư cũng đã từng tiếp xúc với những xác chết giống như vậy, lên bền trên sông. Thì trong cuốn sách nếu chúng ta coi, chúng ta cũng sẽ thấy cái hình ảnh đó. Nghĩa rằng là một cái xác mà dường như đối với người dân Ấn Độ thấy rất là bình thường, với mình là người Việt Nam mình cảm thấy rằng ô sao tội vậy, sao lại không có cái nơi để mà chôn, để thiêu hay gì mà sao lại là nổi lên bền trên sông như vậy, thấy thương quá. Nhưng mà đối với người dân xứ Ấn thì đó hết sức bình thường, có thể đó là thủy táng. Khi mà thủy táng nghĩa là họ chỉ đẩy ra cái dòng sông rồi nó cứ trôi lên bền, rồi quả này diều hâu kền kền tới và nó mổ nó xé nó ăn thịt. Thì đây chính là một bữa ăn thường hạn cho những chúng sanh đó. Mỗi ngày chúng ta sống ở trên đời này là chúng ta có những thực phẩm, những thực phẩm mà chúng ta ăn vào để nuôi mạng. Khi chúng ta ăn vào nuôi mạng, chúng ta thấy những thực phẩm đó là thích hợp để mà chúng ta khỏe, để tu tập thôi. Thì nó không vấn đề gì cả. Nhưng mà thường hay chúng ta tìm những món ngon vật lạ để chúng ta ăn, con này con kia chúng ta ăn, thì cái đó là đời sống cần thiết, không có sao cả. Nhưng mà nếu chúng ta thấy đó là một cái gì chúng ta là thói thú vui, là một cái gì đó chúng ta phải tìm cho bằng được để có. Thì khi mà chúng ta từ bỏ cái huyễn thân này rồi đó, chúng ta sẽ cũng giống như là một cái đĩa đồ ăn cho những cái chúng sanh kia vậy. Khi chúng ta thấy quả nhiều hâu kền kền mà tới mổ xé ăn thịt, thì chúng ta sẽ biết rằng là nó vô thường đến mức độ nào. Ở bên Tây Tạng ngoài ra có những vùng đó là họ còn có một người đó là cầm cái dao phay chặt cái xác đó ra, phải không? Chặt ra thiệt nhiều xong rồi bắt đầu quăng ra cho những con kền kền nha. Còn xương còn lại lượm tới bầm cho nhuyễn ra nữa. Đó. Cái thân người này nó vô thường đến mức độ như vậy. Mà cái người đó họ sẽ không cảm thấy kinh ngạc bởi cái việc làm đó của họ. Nhưng mà đối với người Việt Nam chúng ta khi nhìn vào hình ảnh đó cảm thấy sao kinh gì đó như vậy, phải không? Những cái hình ảnh đó chúng ta không quen, không quen nhìn. Rồi là đó là ở trong nghĩa địa. Trong nghĩa địa thì thật sự đó, từ xưa lúc còn nhỏ đó, lúc mình còn nhỏ mình không biết cái gì đó, thì anh chị với những người lớn hay hù hay dọa chúng ta là khi mà mình vào nghĩa địa rồi ma rồi quỷ này nọ ra dí hù mình, đến nỗi mà làm cho sư lúc nhỏ mà đi cái đôi dép Lào mà lạch bạch mà mình đi đó, mà cứ nghe cái tiếng cứ bạch 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 sau lưng mà không biết cái chuyện gì, cứ nhìn đuôi sau lưng biết à, tại ra là đôi dép, cái dép Lào nó đánh lên cái gót chân của mình. Lúc nhỏ người lớn hay hù con nít như vậy. Thấy thương không? Thấy thương. Thì đó, cho nên quán tưởng tới cái sống ở trong nghĩa địa là để cho mình quán tưởng tự thi, để cho mình quán tưởng sự chết, để cho mình biết rằng là cái thân này là thân giả tạm. Số 12 ở đây là chỗ nào cũng sống, chỗ nào cũng được cả. Nhưng mà cái đặc biệt ở cái chỗ nào cũng được ở đây có nghĩa rằng là sẽ có một vị tỳ kheo chuyên về cái mảng này. Thì cái vị tỳ kheo này phận sự là sẽ sắp xếp, thì vị tỳ kheo này sẽ ấn định cái chỗ ở cho vị thọ hành đầu đà này. Thì vị này đã được ấn định rồi thì vị thọ hành đầu đà này sẽ không có lựa chọn, sẽ không có nói tôi không muốn ở đây, tôi muốn ở chỗ kia. Còn mình lại khác ạ. Nếu như mình đi hành hương qua xứ Phật
mà mình chọn một khách sạn nào đó mà mình thấy rằng là nó hơi cũ kỹ, hoặc là mình bước vào một căn phòng mình thấy ô sao cái phòng này nó dơ quá chẳng hạn, là mình bắt đầu thấy cái tâm mình nó khó chịu rồi. Khó chịu rồi. Sáng bắt đầu mình sẽ bắt đầu nói với trưởng đoàn rằng thôi mình đổi khách sạn đi chẳng hạn. Vì đầu đà thì không như vậy. Vì đầu đà sẽ chấp nhận hoan hỷ với sự chỉ định đó, và vì đầu đà đó sẽ được bất cứ một trụ sự nào. Và cái pháp hành đầu đà thứ 13 đó là cuối cùng, đó là ngủ ngồi. Ngủ ngồi thì trong cái tư thế ngủ ngồi chúng ta đã biết, bây giờ Quảng Châu và Sư đang ngồi. Nếu chúng ta ngồi trong vòng một thời gian ngắn chúng ta sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng mà một lát hồi lâu đó thì cảm thấy bắt đầu chân, tay, lưng bắt đầu nó tê bì, nó mệt mỏi, nó dạ dưỡi, nó cảm thấy là đau nhức, phải không? Đây là mình đang ngồi nói chuyện thôi. Mình đang nói chuyện có nghĩa rằng là cái tâm mình bị chi phối bởi cái nói chuyện này rồi. Không còn chi phối bởi cái gì nữa. Nhưng mà cái đau nhức này nó cũng sẽ làm cho mình khó chịu, bởi vì cái đau nhức này sẽ mạnh hơn là cái tâm mình đang nghe, đang nói. Cái gì mà nó mạnh thì nó làm chủ. Vậy cho nên mình ngồi đây lát nữa đi, Quang Châu sẽ cảm thấy là mình bắt đầu đau nhức và tê chân. Nó khác. Đến khi mà chúng ta ngủ, mà chúng ta ngồi với trong cái tư thế gì chúng ta ngủ, thì chắc chắn rằng là cái cơ bắp của mình nó sẽ thả. Nó sẽ thả xuống thì mình sẽ gục xuống dần như vậy, phải không? Có vị là sẽ chồm tới luôn vậy. Có vị nếu như mà điều chỉnh hoa, các vị sẽ quen, các vị sẽ giữ cái tư thế giống như vậy hoa. Sư đã từng gặp một vị trưởng lão đầu đà cũng mấy mươi năm rồi. Nghe nói cái hạnh của ngài rất là, mình rất là kính phục, rất là thương ngài. Mà ngài ngủ chắc có lẽ là đã nhiều năm, cho nên khi mà ngài nói chuyện cái cổ của ngài vẫn cứ vậy. Nó trở thành nó cái thói quen ấy. Tại vì mình ngủ như vậy cứ quen rồi đó, thành thử ra ban ngày khi mà ngài nói chuyện ấy, ngài vẫn cái cổ ngài vẫn như vậy. Cái cột sống ấy, cái cột sống. Bởi vì cái xương chúng ta nó sẽ đi theo thời gian, chúng ta trở thành thói quen. Cho nên chúng ta mà ngồi lâu đó chúng ta bị mỏi vai cổ gáy, đúng không? Đốt sống cổ thoái hóa, đốt sống lưng thoái hóa. Và nếu như chúng ta muốn điều chỉnh điều đó thì chúng ta phải thực tập lại bằng cách lúc nào ngồi thẳng đứng, vai phải thẳng, cho nên lúc nào chúng ta cũng dễ, cho nên đau nhức nhiều. Thì vì thọ đầu đà đó sẽ ngủ ở trong đêm bằng cách đó là ngủ ngồi như vậy, không có dựa, không có vịn, không có gì cả. Nhưng mà nếu như mà thọ theo bậc trung và bậc hạ thì vẫn có thể ngồi trên cái có cái ghế mà có cái tay vịn hai bên. Cái đó là bậc hạ. Còn bình thường bậc thượng của cái hạnh đầu đà này đó là ngồi thẳng lưng như vậy, không có dựa, không có vịn bất cứ cái gì. Một ngày cảm giác ổn, hai ngày cảm giác ổn, qua ngày thứ ba là bắt đầu đầu óc mình sẽ quay, bắt đầu đầu mình nó sẽ quay. Và lên tới ngày thứ năm, thứ bảy thì chúng ta bắt đầu cảm thấy rằng là mình không đang đi trên mặt đất nữa. Mình cảm giác mình sẽ khác hoàn toàn. Cho đến ngày thứ tám, thứ mười đó, nếu như mà mình chịu đựng cái sức khỏe đó và không ngủ đến nhiều ngày như vậy, bởi vì khi mà mình ngủ ngồi đó mình không có dễ dàng để ngủ được. Chưa quen cho nên không ngủ được. Do cái mà mình thức nhiều đêm quá đó, cái đầu óc của mình lúc nào cũng quay hết. Cho nên đôi khi mình đang ngủ ngồi như vậy đó mà mình nhào tới trước hồi nào mình cũng không hay. Chỉ cần Quang Châu ngã lưng lui với tác ý mà đụng lưng xuống đây là mình đã đứt cái giới đầu đà đó rồi. Cho nên cái này rất là khó. Mà nếu như chúng ta chuyên tâm, chúng ta tu tập, có thể ngày nào đó mình sẽ thử. Mình sẽ thử rằng là chúng ta sẽ thức trọn đêm nay để mà chúng ta ngồi ngăn cái oai nghi nằm. Vì sao phải ngăn cái oai nghi nằm? Đó là bởi vì chúng ta, đời sống chúng ta đó là chúng ta bị dính vào năm cái dục. Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Cái thân chúng ta luôn luôn muốn được sự xúc chạm vừa lòng. Bây giờ mình ngồi đây, nếu mình ngồi chỗ nào êm thì mình có thể ngồi lâu được. Nhưng mà nếu mà ngồi chỗ cứng quá đó, chúng ta sẽ không ngồi lâu được. Cho nên chúng ta mong mỏi phải có cái nơi vừa lòng, nhẹ, êm. Thì cái giường ngủ chúng ta cũng như vậy đó. Cái giường ngủ mà nếu mà nó cứng quá, cái đôi khi người mà lưng không chịu được họ sẽ không chấp nhận được. Mà cái người mà đã từng ngủ trên cái tấm phản này rồi, trên cái nền này rồi, họ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận ngủ trên cái tấm nệm mà mềm. Con hiểu rồi. Thói quen. Thì cái cứng này đối với mình là không hài lòng, nhưng mà đối với họ là vật hài lòng. Vậy thì
cái ngăn cái oai nghi nằm có nghĩa rằng là buông hết tất cả những cái gì mà nó dính mắc cho mình. Vậy thì 13 pháp hành đầu đà này đó, cái mục đích rốt ráo nghĩa rằng là để tăng trưởng giới, giữ gìn giới cho trong sạch thanh tịnh. Sau khi mình đã tăng trưởng giới thì mình phát triển cái định, định tâm. Phát triển định tâm rồi thì có trí tuệ phát sanh. Là nguyên cả cái 13 pháp hành đầu đà này đã hỗ trợ cho việc tu tập giới định và tuệ. Thì đương nhiên trong những cái sự tu tập pháp hành đầu đà này, cái mục đích cũng là để mà ly tham. Chúng ta để cắt ly hết tất cả những cái phiền não, những cái tham đắm, những cái mà chúng ta dính mắc vào. Đặc biệt đó là cái ăn, cái mặc, cái ở. Ăn uống là chúng ta luôn luôn mong mỏi có cái gì đó ngon nhất, tốt nhất, bổ dưỡng nhất. Và mặc là chúng ta luôn luôn tìm theo những cái món hàng, những cái áo quần mà ví dụ như đồ hiệu nè, đồ mà sang trọng đẹp đẽ nè, thương hiệu nè, đó tất cả những cái đó. Và cái cuối cùng đó là cái chỗ ở. Như sư nãy sư nói, đi khách sạn mà thấy cái chỗ ở đó không hài lòng là mình cũng cảm thấy là tâm mình đã bức bối rồi. Thì cái chỗ ở trong căn nhà cũng như vậy, chúng ta cũng sẽ lựa chọn cái gì mà nó tốt nhất, đẹp nhất, sang nhất theo cái ý muốn của mình. Nhưng mà đôi khi đã có cái đó rồi, chúng ta vẫn chưa hài lòng được với những gì chúng ta có, chúng ta là muốn thêm nữa. Cho nên 13 pháp hành đầu đà này là để mà cắt đứt hết tất cả những cái phiền não, những cái tham đắm đó. Sau khi nghe sư chia sẻ về 13 hạnh đầu đà, trong đó có hai ý mà con thật sự nãy giờ con muốn hỏi sư, tại cho sư nói xong hết các ý á. Thì thứ nhất là về hạnh gọi là trị bệnh, tức là các sư ngày xưa có khả năng trị bệnh và thường là trị bệnh gì. Và có trong đó có một cái hạnh con thấy cũng rất là hay là phải tránh xa cái khu dân cư khoảng giống như mũi tên bắn 500 mét đúng không sư? 500, cách 500 lần. 500 lần, Thì như vậy thì trong cái giai đoạn mà các sư đi dù như qua khu dân cư nào đó thì làm sao tránh khỏi cái điều đó được? Tại vì ví dụ đi tới đây là trời tối, ví dụ như 7 giờ tối thì không thể nào mà đi được nữa, thì nó lỡ nó gần khu dân cư rồi sao? Làm sao mình không vào gần kịp làm sao? Tức là trong cái 13 pháp hành đầu đà này là như vậy. Một vị mà đã thọ cái hành đầu đà là ở trong rừng thì là sẽ không có đi vào khu dân cư. Một vị mà ở dưới cội cây thì sẽ không ở trong rừng. Con cho hiểu không? Bây giờ Ngài Đại Ca Diếp là Ngài thọ trọn 13 đủ pháp hạnh đầu đà. Nhưng không có nghĩa rằng là lúc nào Ngài cũng trọn 13 pháp hạnh này. Nghĩa rằng là khi Ngài đã ở trong rừng rồi thì Ngài không ở nghĩa địa. Khi Ngài ở trong nghĩa địa thì Ngài không ở dưới gốc cây. Không ở dưới một cái gì đó. Tức là 13 pháp hạnh đầu đà này là chỉ thực hành một lần, chỉ có bao nhiêu cái thôi. Như ăn uống, rồi là ngủ ngồi. Hoặc là ngủ trong nghĩa địa hoặc là dưới gốc cây, chỉ vậy thôi, chứ không có tròn đủ 13 pháp hành đầu đà một lần. Cho nên chúng ta sẽ cứ tùy duyên để mà thực hiện những cái công hành đầu đà đó cho đúng cái đời sống, cho đúng cái nơi mà chúng ta đang hành trì. Còn cái việc mà trị bệnh sao sư ha? Cái việc trị bệnh á, Đức Phật ngày xưa, thời xưa mình đâu làm gì mà có thuốc tây, có thuốc trị này trị kia đúng không? Nhưng mà thời xưa là đa số cây cỏ là trị bệnh là chính. Nhưng mà trong luật Đức Phật Ngài lại cho một cái liều thuốc rất là đặc biệt. Đó là, sư quên cái trái đó, bên Ấn Độ họ gọi là trái gì mà cái vỏ nó rất là cứng nha. Cái trái này là ngâm với một cái loại gọi là nước tiểu bò đen. Khi nào mà chúng ta đi qua Ấn Độ, nếu có dịp đi chung sư thể chỉ cho cái trái đó. Cái nước tiểu bò đen đó là con bò đen đó là nó, mình lấy cái nước tiểu đó mình ngâm với cái trái này vào trong đó, ngâm với cái nước tiểu đó, ngâm lâu ngày thì cái đó nó trở thành một cái loại thuốc rất đặc biệt, trị dường như là bá bệnh. Trị dường như là bá bệnh. Thì thời xưa là chư tăng sẽ dùng những cái món này là chính. Nhưng mà sư nói xin lỗi, khi mà sư ở bên Miến Điện á, để mà lúc mà thời gian sư hành thiền bên Miến Điện cũng có cái món này, có cái món này, và sư đã từng dùng cái trái đó. Nhưng mà trái đó chưa được ngâm qua nước tiểu bò đen thì sư dùng được. Mà ngâm qua rồi, ngâm qua rồi là sư dùng không được. Nhưng mà rất nhiều vị có thể dùng được bởi vì quen rồi. Khi sư nói xin lỗi là đây là cái bình nước tiểu bò đen, sư chỉ cần đụng tay vào đây thôi, thì cái tay sư có rửa bao nhiêu đi nữa thì vài ngày sau sư vẫn còn ngửi thấy cái mùi đó. Nó tanh vậy đó sư. Nó tanh, nó đến mức độ như vậy. Nhưng mà rất là hay, rất là hiệu nghiệm. Ăn vô với uống vô là nó hết
bình. Thì Đức Phật ngài cho cái nước tiểu bò đen cộng với cái loại trái cây này là trở thành thuốc, chứ nơi xưa ít có mà thuốc tây để này trị. Nhưng mà đặc biệt cũng có những vị lương y, những vị lương y giống như là lương y Chivakas chẳng hạn. Thì là đương nhiên mình bây giờ là thuốc nam, phải không? Thuốc nam thuốc bắc thời xưa thì cũng có như vậy. Nhưng mà thường hay Chư Tăng khi mà đi du hành tứ phương đó, là cái món đó chính là cái món mà là món thuốc trị bệnh, người bệnh là như vậy. Đó là 13 pháp hành Đầu Đà mà ngài Đại Ca Diếp và những bậc tu hành nếu như mà nguyện thực hành 13 pháp hành Đầu Đà này đó, thì sẽ giữ được bao nhiêu pháp hành Đầu Đà thì tốt bấy nhiêu. Nhưng mà phần đông là sẽ không giữ trọn 13 pháp hành Đầu Đà này, không có đủ cái nhân duyên điều kiện và sức khỏe để mà thọ trì đủ 13 pháp hành này, rất khó. Sẽ có những vị chỉ chọn duy nhất một pháp để mà mình thực hành thôi. Như vậy thì chính ngài Ca Diếp là người thực hiện được 13 hạnh không sư ha? Ngài Đại Ca Diếp theo như sư hiểu và sư trí nhớ của sư đó là ngài Đại Ca Diếp đã tròn đủ 13 pháp hạnh Đầu Đà. Tuy nhiên có những lúc ngài chỉ thực hành không đủ 13 pháp Đầu Đà, chứ không phải là cả cuộc đời của ngài là tròn đủ 13 pháp Đầu Đà. Con có một cái câu chuyện là con đã từng đi lên Phước Hy Túc rồi, con cũng thấy cái điều đó giống như sư nói. Thậm chí bản thân con tới núi Linh Thú á. Khi con lên núi Linh Thú, con tới sau khi tới hang của ngài Xá Lợi Phất, lên phía trên á thì có hang của ngài Ca Diếp, nhưng thật sự không phải là cái hang đó, là ngoài trời. Thì hồi nãy sư nói là đúng là tu ngoài trời, là cái đó chỉ là một cái mách tường mà ngài Ca Diếp ngồi tại đó để tu tập. Thì con thấy là rất là hay. Nhưng mà đối với cái hạnh Đầu Đà thì sẽ giúp ích gì cho những Phật tử, để cho những người mà thí dụ phát cái tâm, những tín đồ Phật giáo mà phát cái tâm để tu tập đi khắc thực như vậy á, thì con muốn biết kỹ hơn về vấn đề đó. Hồi nãy sư cũng có chia sẻ đó là một vị tu hành Đầu Đà khi mà du hành tứ phương đó, thì khi mà chư vị đi như vậy đó là có cơ hội để mà tế độ cho tất cả những người hữu duyên với vị tu sĩ đó, và trải qua cái thân giáo của vị đó, cái oai nghi tế hạnh của một vị tu sĩ đó cũng có thể hóa độ được người khác, có thể là tạo thêm cái đức tin cho người khác. Bởi vì trên thế gian này đó là có rất nhiều những nơi mà người ta vẫn chưa biết đến giáo pháp. Rất nhiều, ví dụ như là khi sư đi Đầu Đà bên Ấn Độ vậy, thì là có quê hương làng mạc này nọ, thật sự người dân không hề biết đạo Phật là gì cả. Thậm chí đất nước Ấn Độ luôn. Thậm chí đất nước Ấn Độ là người ta vẫn không biết đạo Phật là gì, và họ cũng không biết là cái vị tu sĩ này hay là một vị sa môn này đang đi như vậy là ai, là đạo gì, họ thật sự cũng không nắm được, không biết được. Do vậy cho nên cái một vị tu hành Đầu Đà khi mà mình đi du hành tứ phương á, là đem lại cái lợi ích rất là lớn cho hàng bá gia bá tánh, để gieo duyên với mọi người, để cho mọi người có cái đức tin ở nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp và Đức Tăng Bảo. Rồi khi mà một người có cơ hội để cúng dường vị tu hành Đầu Đà này thì quả phước đó rất là lớn. Như cúng dường một bữa thực phẩm chẳng hạn, một năm cái bánh chẳng hạn, một cây kẹo chẳng hạn, thì tất cả những cái đó là một những công đức rất là lớn. Vì sao những công đức lớn? Là bởi vì một vị tu hành Đầu Đà đó là như sư trình bày là ly dục, ly phiền não, phải không? Ly tham là một cái yếu tố để trợ duyên cho giới, để giữ gìn giới luật trong sạch phạm hạnh của mình. Và khi đã có giới rồi thì đương nhiên phát triển định. Phát triển định thì nó chính là cái nền tảng để cho tuệ phát sanh. Vậy thì trong một cái pháp hạnh Đầu Đà mình tu tập đó, ly dục, ly phiền não, bỏ hết tất cả những tham ái dính mắc đó, để mà vun bồi cái giới, cái định, cái tuệ của mình, là ba cái phương châm mà Đức Phật ngài dạy tu tập để giải thoát.
Vậy thì những vị mà tu tập được giới định tuệ như vậy thì cái công đức quả thực rất là lớn. Một vị tu tập mà đã tròn đủ cả là giới định tuệ rồi thì những ai có cơ hội lãnh lễ cúng dường những vị chân tu như vậy thì đó là phước lành cao thượng. Con cảm ơn sư rất là nhiều. Nhưng mà sư ơi, trong 13 hạnh đầu đà này là từ thời của Đức Thế Tôn, vậy thì ai ra những nguyên tắc của 13 hạnh đầu đà này, hay là từ khi có Ngài Ca Diếp đưa ra thì mới có? Đó là con rất là thắc mắc.